Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học ở tiếng Việt tuần 33, tập làm văn. Ôn tập về tả người trong 150. Câu 1 là lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau. Chúng ta có 3 đề. Đề thứ nhất là tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp nhất. Đề số 2 là tả một người ở nơi em sinh sống như chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng, vân vân. Đề 3 là tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Đề bài đã yêu cầu chọn một trong các đề. Chúng ta chỉ chọn một thôi, không phải làm cả ba đúng không? Nhưng ở đây chúng ta sẽ cùng tham khảo cả dàn ý của cả ba đề này. Chúng ta sẽ chọn một trong đề nào chúng ta thích nhất. Ở đây chúng ta sẽ chú ý này. Khi viết cái đề bài, viết cái dàn ý thì chúng ta sẽ ghi rõ là mở bài, thân bài, kết bài. Còn trong bài làm rồi, một bài văn ấy, thì chúng ta lại không ghi như vậy. Nhưng trong dàn ý chúng ta sẽ ghi rõ cụ thể là thân bài, mở bài, thân bài, kết bài. Chưa? Chúng ta sẽ cùng tham khảo đề số nhất. Đề 1 là tả cô giáo hoặc thầy giáo đã dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. Thứ nhất là mở bài. Cô giáo Hạnh là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Cô đã dạy em ở năm học lớp 4. Chúng ta chú ý là khi viết văn ấy, thì lớp 4 hay lớp 5 số thì chúng ta sẽ viết thành chữ nhé. Chúng ta không viết chữ số mà chúng ta viết thành chữ. Hai là thân bài. Về ngoại hình, cô đã 40 tuổi. Dáng người cân đối, thường mặc những bộ quần áo sẫm màu, làn da ngăm ngăm, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt tròn phúc hậu đã có những vết nhăn. Cặp mắt sâu và sáng thường nhìn chúng em bằng cái nhìn trìu mến. Khi cô mỉm cười, hàm răng trắng nõn lộ ra, ánh mắt dịu hiền khó tả. Đôi bàn tay xương xương, cô chấm bài nhanh thoăn thoắt. B là tính tình, quan tâm đến học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp, tận tụy với nghề, tận tình dạy bảo, trẻ thơ. Mong chúng em học giỏi, thành đạt. 3 là kết bài, em luôn nhớ về cô, em luôn nhớ ơn cô đã dìu dắt em khôn lớn lên người. Em ra sức học tập để xứng đáng với sự dạy bảo của cô. Dàn ý đề số 2 là tả một người ở nơi em sinh sống. Ở đây chúng ta sẽ lập dàn ý tả chú công an phường. Một là mở bài giới thiệu người em định tả, đó là chú công an phường. Tên là gì, bao nhiêu tuổi, chúng ta phải ghi ra. Đấy. Thân bài, tả về ngoại hình, vóc dáng là cao, gầy, nước da hoặc là thấp, hoặc đậm người, hoặc bạm vỡ, tùy đúng không? Nước da rám nắng, hồng hào, khỏe mạnh, khuôn mặt cằm vuông, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng, mũi cao. Trang phục. Chú mặc bộ quân phục màu xanh rêu, đồng phục của công an, hành chính quận. Túi áo ngực có thêu tên, ve áo, đính phù hiệu cấp bậc. B. Tả hoạt động, tính cách. Chú công an phường trực ban để bảo vệ an ninh trật tự của khu phố. Chú hướng dẫn nhân dân các thủ tục hành chính về nhân khẩu, tạm trú, thường trú tại khu vực thuộc phường em sinh sống. Chú vui vẻ hòa nhã với nhân dân, ân cần hướng dẫn nhân dân mọi thủ tục cần thiết. Nhờ có chú công an, khu phố có an ninh trật tự ổn định, hạn chế được tình trạng mất trộm tài sản, gây gổ đánh nhau. Ba là kết luận. Nêu tình cảm của em đối với chú công an như là biết ơn, quý mến. Tiếp theo là đề số 3, là tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Chúng ta sẽ có dàn ý
một bài tả người là tả về bác sĩ. Một là mở bài. Giới thiệu người em định tả. Gặp ở đâu, tên gì, làm nghề gì? Cô bác sĩ của đoàn y tế khám bệnh cho dân nghèo theo công tác từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ. Hai là thân bài, tả về ngoại hình. Vóc dáng, gầy gầy, dong dỏng cao. Nước da trắng hồng, nhanh nhẹn, nhưng điềm đạm, từ tốn. Khuôn mặt thì thon, hình trái xoan, mắt to và đẹp. Miệng tươi, môi đỏ như son. Mái tóc thì dài, búi gọn trong kẹp lưới thành một búi nhỏ xinh xắn. Đầu đội mũ trắng có huy hiệu của Hội Chữ Thập Đỏ. Trang phục. Cô bác sĩ mặc áo choàng trắng, túi áo có thêu tên bác sĩ Phương. Cô mặc quần dài cũng màu trắng. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, cô mang khẩu trang y tế màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt đẹp với hàng mi cong thanh tú. Đây là tả hoạt động bác sĩ khám sức khỏe cho dân nghèo. Dùng ống nghe để nghe mạch tim, phổi. Cô vạch nhẹ mi mắt của bệnh nhân, hỏi han tận tình. Mới đọc tên thuốc cho cô y tá phụ việc ghi. Bệnh nhân cầm phiếu đi nhận thuốc ở quầy thuốc ở trạm xá. Bác sĩ làm việc liên tục nhưng vẫn hòa nhã ân cần với nhân dân, dịu dàng với đồng nghiệp và y tá phụ việc. C là ấn tượng với em. Bác sĩ rất trẻ, dịu dàng, đáng mến. Bác sĩ từ tốn, nghiêm nghị nhưng thực lòng yêu thương dân nghèo. Bác sĩ không ngại việc khó, tận tình lau rửa vết thương cho em bé 10 tuổi và phát thuốc. Ba là kết luận. Nêu tình cảm của em đối với người mới gặp. Cảm phục khả năng làm việc nhanh chóng, kỹ lưỡng của bác sĩ. Em có tình cảm mến mộ trước cô bác sĩ duyên dáng, từ tâm. Ước mơ khi lớn lên em cũng học ngành y để cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Câu 2 là dựa theo dàn ý đã lập, trình bày miệng một đoạn trong bài văn. Có thể là đoạn mở bài, kết bài hoặc là một đoạn của thân bài. Sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo. Đề thứ nhất là tả về cô giáo, thầy giáo, đúng không? Thì đây là đoạn thân bài, một đoạn của thân bài nhé. Cô đã 40 tuổi, vẻ ngoài của cô tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Dáng người cân đối, thường mặc những bộ quần áo sẫm màu, tạo nên phong cách lịch sự và trang nhã. Tuy nhiên, đôi mắt sáng và sâu với cái nhìn trìu mến làm cho cô trông đầy quyến rũ và cuốn hút. Làn da của cô ngăm ngăm là một dấu hiệu của thời gian đã trôi qua. Mái tóc của cô bắt đầu điểm bạc, tuy nhiên chúng vẫn được chăm sóc và tạo kiểu một cách tỉ mỉ. Khuôn mặt tròn phúc hậu với những vết nhăn nhẹ nhàng cho thấy cô đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Khi cười, cô lộ ra hàm răng trắng nõn, ánh mắt dịu hiền khó tả, tạo nên một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Đôi bàn tay xương xương, cô chấm bài nhanh thoăn thoắt với sự khéo léo và tinh tế của một người có kinh nghiệm. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Trong giờ sau, trong bài học sau, chúng ta sẽ cùng viết một bài văn tả người đầy đủ. Ở trong bài này chúng ta mới lập dàn ý và viết một đoạn, đúng không? Trong mở bài hoặc thân bài hoặc kết bài. Trong bài sau thì chúng ta sẽ viết cả một bài luôn. Chúng ta sẽ cùng đăng ký để theo dõi video tiếp theo nhé.